cho tiếng Pháp. Dạ, bây giờ thì như Pháp kính mời cô tu nữ Thâm Má Chari, mời cô Cẩm Vân, mời cô Rạng Đông hoan hỷ đưa bạn trai xinh đẹp của mình lên ôn bài ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, con xin sám hối. Con thấy có sư Tịnh Đạt vào trong đạo tràng mà con quên hôm nay ngày chủ nhật ôn bài như thường khi. Nên con cung thỉnh thượng tọa Đại Đức Tịnh Đạt ạ. Dạ, con cung thỉnh sư tiên phong ôn bài Pháp Cú Kinh 26 Bạch Sư. Dạ, sư có ở trước máy không? Sư có sẵn sàng chưa Bạch Sư? Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ Nam Tha Giá, dạ Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là ngày chủ nhật, thay vì chúng ta sẽ tập Pháp Cú Kinh, nhưng quý vị chúng ta sẽ ôn học tiếp câu kệ Pháp Cú. Thay vì ngày thứ sáu là tình trạng vắng mặt không có tham gia sinh hoạt được, thì hôm nay ta sẽ tiếp tục câu chuyện môn Pháp Cú số 217. Bây giờ quý vị chúng ta ôn bài xong rồi chúng ta sẽ học tiếp ạ. Dạ, con thỉnh sư cầm mic trở lại bà Trang, chúng con hết nghe âm thanh của sư rồi ạ. Dạ, alo, âm thanh là chưa ạ? Dạ, tôi Nhật Quỳnh, quý vị ơi, hôm nay hình như chúng ta học đến câu 217 hay 216, ngày thứ sáu đó, ngày thứ sáu chúng ta không sinh hoạt được thì chúng ta học là câu hôm đó. Ngày hôm nay thì chúng ta có ôn tập cuối tuần, chúng ta học câu hôm cuối kỳ ngôn 216 hả? Ngày thứ hai là 214. Đúng ra là 217 chứ. Dạ đúng rồi, ôn 216, học bài mới 217. Dạ quý vị bây giờ chúng ta ôn 216 chưa à? Hình như là chúng ta mới sinh giới xong. Dạ quý vị ôn 216 tí xíu rồi chúng ta sẽ quay lại học tiếp câu 217 à. Dạ, dạ. Câu 216 đó là tan ha ya cha ya ti so ko tan ha ya cha ya ti pha yang tan ha ya vi pa mu ta sa na ti so ko ku to pha yang tan ha ya cha ya ti so ko tan ha ya cha ya ti pha yang
Tanhaya vipamutasa nati soko kuto yang. Tham ái sinh sợ ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Tham ái sinh sợ ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Bản Việt ngữ của Ngài Châu. Tham ái sinh đầu ưu, lại sinh sợ hãi, lo âu nhiều về. Người mà tham ái không mê, ưu sầu sợ hãi, đã về viễn ly. Bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức ạ. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ xin mời vị kế tiếp chúng ta ôn bài. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Nhưng mà con xin báo với sư là âm thanh sư hôm nay hơi nhỏ và chúng con nghe tiếng nhạc ở bên ngoài. Dạ, không biết sư đang ở chỗ nào. Dạ, bây giờ kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài ạ. Mình còn có ít phút nữa thôi quý vị. Dạ, mời cô Răng Đông. Sa thú cô tu nữ Nhân Pháp, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đầu tràng. Con kính đảnh lễ Tòa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Thâm Á Chá Rí, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đầu tràng. Sau đây con xin kính đọc ôn câu pháp cú số 216. Tần Hà Gia Trà Gia Tì Sô Cô Tần Hà Gia cha ya ta yang a ya vi pa mo ta sa na ti so ko ku to pha yang tan ha ya cha ya ti so ko tan ha ya cha ya ti pha yang tan ha ya vi pa mo ta sa na ti so ko ku to pha yang tham ái sinh sầu u, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tanh hà ya cha ya ti so ko, tanh hà ya cha ya ti pha yang, tanh hà ya vipamuttasa, na ti so ko ku to pha yang. Tham ái sinh bệnh sầu u, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề diễn ly. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Nhân Sistina lên tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Răng Đông. Nam mô Bổn Thầy, dạ Nam mô Tam Ma, dạ Nam mô Sân Ca, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ô bài câu pháp cú số 216. Tan ha giá cha giá ti so cô tan ha giá giá ti bá dân tan ha giá viết phá mút tát sa thí so cô cú tô tan ha giá giá ti so cô tan ha giá cha giá ti bá dân tan ha giá viết phá mút tát sa na cô cú tô bá dân
tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tham ái sinh bệnh sầu ô lại sinh sợ lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sittina. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính lãnh lễ quý sư với đạo quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 216. Tăng ha ya cha ya ti so ko tăng ha ya cha ya ti phát dân tăng ha ya quyết tam mút thất sa na thi so ko khu tu phát dân tăng ha ya cha ya ti so ko tăng ha ya cha ya ti phát dân tăng ha ya quyết tam mút thất sa na thi so ko khu tu phát dân tham ái sinh sầu u, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tăng ha cha ya ti su ko tăng ha ya cha ya ti pha ya tăng ha ya vim pa mun thác sa na thi su ko kun tu pha ya tăng ha ya cha ya thi su ko tăng ha ya cha ya thi pha ya tăng ha ya vim pa mun than sa na thi su ko kun tu pha ya tăng ha ya cha ya thi so ku tăng ha ya cha ya thi pha ya tăng ha ya vim pa mun than sa na thi so ku ku tu pha ya tham ái sinh bệnh sầu u lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý bà quý cô tư nữ. Con kính chào quý sư. Con kính thiên đàn. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng phẩm linh hành đại đức Tịnh Đạt, kính lễ quý cô tu nữ cô Như Pháp và kính chào quý thiện nam tín nữ và kính lễ cô Tham Ma Cha Rí. Dạ, không biết cô có ở trước máy không ạ? Cô có nghe âm thanh của Tuệ Duyên không? Tại vì cái đường nét đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ, bây giờ để Tuệ Duyên kệ kinh pháp cú 216. Tần hà yết cha yết ti su cô tần hà yết cha yết ti pha văn tần hà gia quyết ba mút ta sanat thi so ko kutto pha yang tanha ya cha ya ti so ko tanha ya cha ya ti pha yang tanha ya we pamutta ta na ti so ko ku to pha yang tan ha ya cha ya ti so ko tan ha ya cha ya ti pha yang
tình ha ya vi ba mu tát sa na thi so ko ku to pa yang tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu đau sợ hãi. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tanh ha yát cha yát ti so cô, tanh ha yát cha yát ti pha văn. Tanh ha yát quyết bâm mô ta san na thi so cô cú tô pha văn. Tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Phổ thơ Hòa Thượng Dư Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ kính thỉnh cô Thammachari ạ. Alo, mai ba, bốn, alo, xin hỏi là, dạ con biết rồi đó cô, dạ alo, ồ, xa thú quá, dạ cảm ơn cô Hoàng Nguyệt, dạ cảm ơn cô Nguyệt Quân, dạ con kính lên lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính lên lễ đã được tỉnh đặc cùng chư tôn đức tăng ở những cái mà con không được biết, xin kính lễ cô Như Pháp, cô Thủy Duyên, dạ xin kính chào con thấy quý vị. Xài cái iPad này không xài khó xài quá. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đơn, cảm ơn cô Tina.
Sau con xin phép được trang trụ tệ vài pháp. Pháp của 216 ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Thăm Má Cha Ri. Dạ, cảm ơn cô Răng Đồng. Cô Hoàng Việt cho nhiều pháp biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp cú kinh số 216. Dạ, nếu mà sư mà đến với đạo tràng rồi thì sư cho con biết được một tín hiệu vào. Tạnh hà gia cha gia tỳ sợ cơ tạnh hà gia cha gia tỳ pha văn tạnh hà gia quyết ba muột ta san áp thi sợ cơ cú tơ pha văn tạnh hà gia cha gia tỳ sợ cơ tạnh hà gia cha gia tỳ pha văn tạnh hà gia quyết ba muột ta san áp thi sợ cơ cú tơ pha văn tàn hà gia cha gia tỳ sợ cơ tàn hà gia cha gia tỳ pha văn tàn hà gia biết ma mút ta san áp thi sợ cơ cú tơ pha văn tham ái sinh sầu u tham ái sinh sợ hãi ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Tàn hà gia tha gia tỳ sợ cơ dây phá văn tàn hạ viết mà muốn ta xa nà thi sâu cơ cụ tổ phá văn tàn hạ gia cha và tỳ sâu cơ tàn hạ gia cha và tỳ phá văn tàn hạ gia viết mà muốn ta xa nà thi sâu cơ cụ tô pha văn. Tạnh hà gia cha gia tỳ sơ cơ tạnh hà gia cha gia tỳ pha văn tạnh hà gia quyết ba muột ta sa na thi sơ cơ cụ tô pha văn. Tham ái sinh bệnh sầu u, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề biển.
Dạ đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, như pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú lành thai, con thấy sư đã trở lại. Dạ như pháp kính cảm ơn quý cô tu nữ và quý cô đã hoan hỷ lên ôn bài câu kệ pháp cú 216. Bây giờ thì như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay câu pháp cú kinh số 217. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vựng như sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh 217. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ sa thú, sa thú lành thai. Dạ các vị có nghe âm thanh rõ không ạ? Tại vì Tịnh Đạt đang tham dự một cái buổi lễ ở trên chùa Thanh Phước, cũng là cách đây cách chùa Tứ Phương Tăng khoảng 14 cây số, cũng ở tại tỉnh Bình Phước. Hôm nay dự lễ đầu đà đến câu hỏi vui đến 9 giờ tối. Hiện tại thì đang lễ bái Tam Bảo, cho nên quý vị có nghe âm thanh có bị ồn quá không? Có nghe tiếng của Tịnh Đạt rõ không ạ? Các vị có nghe rõ không? Có bị quá ồn không? Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, mong các vị nghe âm thanh được rõ. Tịnh Đạt đã chọn một cái góc khá là cách xa cái loa, cho nên cố gắng có ồn tí xíu thì các vị cũng hoan hỷ cho. Và hôm nay ngày 15 tháng 5 nhằm ngày rằm tháng 4 năm 2022, chúng ta là những người con Phật đang hòa mình vào trong cái buổi lễ Phật đản hay là lễ tam hợp Vesakha Puja. Ngày hôm nay ngày rất là đặc biệt. Tại Việt Nam, các ngôi chùa đều tổ chức để mà kỷ niệm sự kiện Phật đản sanh, tình đạo Phật nhập Niết Bàn. Hôm nay thì Tịnh Đạt xin được tiếp tục giảng câu kệ con pháp cú số 217 thay cho ngày thứ sáu, do là Tịnh Đạt không có tham gia sinh hoạt được với diễn đàn. Và bây giờ quý vị chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt tối hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava
Bụt hằng Bhagavan tăng Abhivademi Sokhato Bhagavata Tammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sankhang Namami. Dạ, sa thú lần thang. Chúng con xin đảnh lễ Chư Tăng và mến chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học câu kệ Ngôn Phong Phú số 217. Dạ, sao câu Phong Phú số 217. Câu kệ Ngôn Phong Phú số 217 có nội dung như sau. Sila dasana sambandhang amma dhang satya vedinang atano kama kuppanang tangcha no kuru te biyang. Sila dasana sambandhang amma dhang satya vedinang atano kama kuppanang tăng cha no guru te biyang. Đủ giới đức chánh kiến, đủ giới đức chánh kiến, chú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình được quần chúng ái kính. Đủ giới đức chánh kiến, chú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình được quần chúng ái kính. Dạ, mô Bố Thầy, dạ, bản Việt của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ của Ngài giới đức. Giới đức trí giác trọn lành, kiên trú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ. Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược câu kệ Ngôn Phong Phú câu 227. Câu đầu tiên là Sila Dasana Sambandhang. Sila Dasana với Sambandhang. Sila là giới, giới đức, giới hạnh. Dasana là việc thấy, và ở đây có nghĩa là cái tri kiến, cái tri kiến. Sambandhang, sambandhang có nghĩa là đầy đủ, đầy đủ. Sila dasana sambandhang. Câu thứ hai là thammatthang satya vedinang. Thammatthang satya vedinang. Thammatthang satya vedinang. Thamma là giáo pháp, atha là vững chãi, ở trong cái nghĩa tha là đứng đó, đứng một cách vững chãi ở trong giáo pháp. Ở trong cái câu của việc bản Việt ngữ của Ngài giới nhất là ta dùng ở đây là kiên trú đó, kiên trú hay là vững chãi. Còn trong cái bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì là trú pháp đó. Satcha về đi năng, satcha về đi năng, satcha về đi năng. Satcha là chân lý hay là sự thật, satcha chân lý hay diệt sự thật. Về đi năng, về đi là có sự nhận thức, có sự nhận thức. Có những có sự nhận thức. Câu thứ ba, Atano Kamma Kuppanang.
Atano Kama Gopanang. Atano là của mình, của mình. Kama là phận sự, việc làm đó, việc đã được làm hay là phận sự. Kuppanang, Kuppanang là phận sự, còn cái Kamma đó là việc mà chúng ta gọi là nghiệp đó, việc làm đó, mà được hiểu là việc đã được tạo làm. Chứ Kuppanang mới là chữ phận sự. Atano của mình, Kamma là việc đã được làm hay là thực hành. Kuppanang là phận sự. Chứ tâm má thêm cái nghĩa đó là thực hành đó cô Như Pháp. Thực hành. Câu kế tiếp, câu cuối cùng là Tăng cha no kuru te piyang. Tăng cha no kuru te piyang. Tăng là vị ấy. Vị ấy, cái vị mà có đầy đủ những cái đức tánh ở ba câu trên. À. Vị ấy, Chano là dân chúng. Chano là dân chúng. Kurute là thể hiện. Thể hiện. Phi dân là yêu mến. Phi dân là yêu mến. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược ngữ vận của câu Kỳ Ngôn Phú Cú số 217. Bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian cho nên chúng ta đi hãy nhanh tí xíu. Rồi, chúng ta bây giờ qua phần kế tiếp là cái phần duyên sự của câu Kỳ Ngôn Phú Cú số 217 này. Câu Kỳ Ngôn Phú Cú số 217 liên quan đến 500 cậu bé dâng bánh lên Ngài Kassapa, Ngài Maha Kassapa. Đủ giới đức chánh kiến, chú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình được quần chúng ái kính. Câu kệ ngôn này trước khi Đức Phật Ngài đang ngự tại Chê Tha Quán Á. Thì thưa quý vị rằng một cái lần nọ, Đức Thế Tôn cùng với là các cái ngài trưởng lão và 500 vị tỳ khưu, một cái đoàn chư tăng cùng với Đức Phật du hành ngự vào thành Savatthi để mà khất thực. Dạ, để mà khất thực. Thì Đức Phật và các vị trưởng lão đi phía trước. Nhà đi phía trước với chư tăng. Thì trong cái lúc mà đi khất thực như vậy thì có là những cái đứa bé, những đứa bé đang đang mang cái những cái giỏ bánh, nhà những cái giỏ bánh trên vai. Thì những cái đứa bé này khi mà nhìn thấy cái đoàn chư tăng có Đức Phật á, thì không có cái gì mà không có cái sự để ý. Cũng như là đi trên đường thấy Đức Phật và chư tăng như vậy thôi, chứ không có cái ý định là thỉnh các ngài để mà đặt bát cúng dường. Thì khi mà đi qua một đoạn đó, tại vì biết là thì cái số lượng chư tăng mà hàng trăm hàng ngàn vậy thì đi thật không phải là giống như là chúng ta thấy ở Việt Nam. Chúng ta thấy ở Việt Nam chư tăng đi khất thực là đi thành hàng, đi gần sát với nhau. Còn cái việc mà đi khất thực trong làng xóm đó, thì trong luật có ghi đó là khi mà đi khất thực như vậy đó, các vị phải giữ cái khoảng cách. Khoảng cách đó là vừa có thể một cái người dân đó, họ có thể họ đi cắt ngang được, họ đi cái này xen qua được. Bởi vì nếu mà một đoàn chư tăng mà đi quá dài, quá đông như vậy mà không thể chen qua được thì người dân họ rất là phiền. Họ không có thể nào, họ phải chờ đợi. Thì cái đoàn Đức Phật và chư tăng đi phía trước đó là
500 cậu bé đi ngang, các cậu bé mang những giỏ bánh á, thì đi qua luôn, không có, các cậu bé không có cúng dường. Thì khi đi qua luôn đó, thì Đức Phật ngày mới hỏi Chư Tăng có nhận được cái sự cúng dường của những cậu bé ra không. Thì Chư Tăng nói rằng là không có thấy cúng dường ai hết. Rồi Đức Phật ngày mới bảo rằng đừng có lo, đừng có nghĩ rằng những cậu bé đó không có tính tâm, mà những cậu bé này có cái sự tính tâm, có cái duyên lành với một cái vị, đó là Ngài Mahakasapa. Ngài Mahakasapa. Thì quả thật như vậy, khi mà Đức Phật và Chư Tăng đi đến một cái nơi để dừng chân, nghỉ ngơi, thì lúc đó Ngài Mahakasapa vẫn còn đang đi khất thực. Thì những cậu bé này thấy Ngài Mahakasapa từ xa đi đến, khởi lên cái tính tâm quan hỷ và xin thành kính để mà cúng dường những cái giỏ bánh của mình đến Ngài Mahakasapa. Thì lúc đó Ngài Mahakasapa mới thọ nhận cũng như là chứng minh và hướng dẫn cho những cậu bé này mang những giỏ bánh dâng cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng đang ngồi nghỉ chân ở phía trước. Dạ. Sau khi thọ thực xong đó, thì trong Chư Tăng có một số vị lại có những cái lời phát biểu. Cái lời phát biểu. Quý vị còn nghe âm thanh rõ không ạ? Quý vị còn nghe âm thanh rõ không? Tại âm thanh loa này cũng hơi lớn đó. Để Tình Đạt cố gắng nói lớn để quý vị nghe. Dạ, Sa Thú, cảm ơn cô Rạng Đông. Thì 500 các cậu bé này mang giỏ bánh đi đến cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Sau khi thọ thực xong thì trong Chư Tăng có một số vị phát biểu. Mấy cái cậu bé này đó, dân cúng dường đó, cũng chọn. Trong khi đó đó, Đức Phật và các vị đại đệ tử đi ngang qua lại không có cúng dường, mà chọn cái Ngài Mahakasapa cúng dường. Thì lúc đó Ngài Đức Phật này đã nghe lời bàn tán, lời phát biểu của Chư Tăng. Thì Đức Phật Ngài mới giải thích. Ngài nói với các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo, một tỳ kheo như con của Như Lai là Mahakasapa. Thì chư thiên và nhân loại cùng ái mộ, không riêng gì những cậu bé này, mà tất cả những người nào diện kiến đảnh lễ Ngài Mahakasapa đều có cái sự hoan hỷ và muốn cúng dường. Một người như vậy đó, ai cũng hoan hỷ cúng dường bốn món vật dụng. Rồi Đức Phật Ngài nói lên một cái câu kệ ngôn để tán dương cái việc mà hạnh lành vị đệ tử là Ngài Mahakasapa. Sila dasana sambandham dhamma tang satya vedinam atano kama kupanam tang cha no kuru te piyam. Đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình được quần chúng ái kính. Thì sau khi nghe cái thời pháp và sự giải thích này, thì những cậu bé đã chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Đó là một cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 217 mà chúng ta đang học đây. Thưa quý vị, rằng Đức Phật Ngài nói lên câu kệ này với cái mục đích đó là để mà tán dương một cái vị đại đệ tử Ngài Mahakasapa, nói rằng đó là một cái người, một cái vị nào ở đây cụ thể là Ngài Mahakasapa có cái giới đức, có cái tri kiến được trọn lành, không có bị lấm nhơ và có cái sự vững vàng an trú ở trong giáo pháp
an trú trong giáo pháp và đắc chứng hiểu thấu rõ cái chân lý, rồi quan tâm đến cái phận sự của một vị sa môn, pháp học pháp hành, quan tâm với cái việc đó là giải thoát khổ đau. Thì một cái vị như vậy, cụ thể là ngài Mahakassapa, thì nhân loại và chư thiên, những ai có cơ hội đảnh lễ cúng dường đều đều có sự quan hỷ, đều có sự quan hỷ. Hôm nay thì là ngày rằm tháng tư, tháng Vesak. Chúng ta đang ở trong cái mùa lễ Phật đản, kỷ niệm ba cái sự kiện: Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập niết bàn. Tịnh đàn xin dành ít chút thời gian để bày tỏ cái sự tùy hỷ công đức, cũng như là bày tỏ cái sự quan hỷ với tất cả đã tham gia, cũng như là tham cái sự kiện của các tu viện, các chùa tổ chức, và không quên đó là xin được tùy hỷ công đức với gia đình thí chủ cô Rạng Đông và chị là cô Thanh Loan đã quan hỷ cũng như là cúng dường tài vật đến chư vị giảng sư, đến chư tăng ở trong giảng đàn diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và một lần nữa xin được thay mặt chư tăng và chư Phật tử có mặt ở đây, xin được tùy hỷ và chúc phúc phúc lành đến gia đình của cô Rạng Đông và cô Thanh Loan được nhiều cái sự an vui. Ở trong mùa để Phật đản này, chúng ta là người xuất gia, là người cư sĩ, chúng ta có rất là nhiều cơ hội để mà tạo các công đức, để mà tạo các công đức. Tại chùa Tứ Phương Tăng Tịnh Đạt đang ở đó, thưa quý vị, rằng mấy ngày vừa qua có tổ chức hai cái sự kiện, hai cái chương trình để mà mừng sự kiện lễ Vesak Kapucha. Tịnh Đạt xin kể cho quý vị cùng nhau quan hỷ tùy hỷ công đức. Chương trình thứ nhất đó là chư tăng sẽ tụng kinh 3 ngày, ngày 13, ngày 14 và ngày 15, với một kinh sách là Phật Sự Diễn Ca, nói về những cái lịch sử liên quan đến cuộc đời Đức Phật, cũng như là lịch sử liên quan đến những cái sự kiện trọng đại như là Đại hội Chư Thiên, Đại hội Thánh Tăng vân vân ở trong bộ sách Phật Sự Diễn Ca. Và chương trình thứ hai đó là trang trí Phật cảnh tại nhà của người cư sĩ. Cái chương trình này thì thật sự rất là mới. Tịnh Đạt có giải thích cho một số người ta không hiểu đó, là giống như là trong cái ngày lễ Giáng sinh thì cái người con đạo đó, cái người con đạo thì làm trang trí những cái hang đá, những cái biểu tượng phía trước nhà để mà mừng lễ Giáng sinh. Thì tương tự như vậy á, trang trí Phật cảnh, Phật đản tại nhà đó, thì chư tăng sẽ chuẩn bị cho là một cái khung hình tranh Đức Phật đản sanh và một bức tượng Đức Phật đản sanh, và cùng với đó là cờ, rồi lồng đèn, đèn cầy, rồi chư Phật tử ở nhà thì trang trí thêm bông hoa, rất là quan hỷ. Năm 2021 đó thì hưởng ứng phong trào trang trí Phật cảnh tại nhà, có 10 ngôi nhà Phật tử đăng ký, và có đến thì có đến là 20 nhà người Phật tử đăng ký. Và trong năm sau đó, các vị Phật tử đến thăm dự lễ, họ rất là quan tâm với cái chương trình này, cho nên họ đăng ký sớm cho năm sau là 40 nhà, và có thể tăng lên 50 nhà của người cư sĩ tham gia cái chương trình là trang trí Phật cảnh tại nhà. Bởi vì cái công việc này đó, nó mang một cái ý nghĩa rất là to lớn. Thứ nhất đó là mình tạo công đức, mình trang trí, mình với tất cả các tấm lòng, mình trang trí bông hoa, mà trang trí đèn, tạo cái quang cảnh cho những người lối xóm, bà con,
họ đi qua, họ đi lại, họ thấy và họ khởi lên cái tâm thiền. Đối với những người ta chưa biết Phật giáo á, thì người ta sẽ có sự thắc mắc và người ta đến tìm hiểu Phật pháp. Thì chúng ta đang làm một cái công việc đó là tạo cơ hội cho những người chưa biết Phật pháp biết đến Phật pháp, những người chưa từng đi chùa biết đi chùa, những người chưa biết từng thắc mắc về Phật pháp thì họ thắc mắc về Phật pháp. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, cái điều thứ hai đó là chúng ta là người cư sĩ đó, thì sư có nói rằng chúng ta chưa có cái khả năng để mà giải thích hay là giảng giải về giáo pháp. Chúng ta tạo cái cơ hội này để mà như là công việc truyền bá Phật pháp đến cho nhiều người được biết đến. Và cái công việc này nó mang một cái ý nghĩa là chúng ta đang gìn giữ Phật pháp, cũng giống như là chúng ta đang tham gia sinh hoạt ở các cái diễn đàn về Phật pháp. Không chỉ là chúng ta đang tạo phước nghe pháp tụng kinh, mà chúng ta đang làm một công việc rất là to lớn. Tình đạt rất là thường xuyên nhắc cái video này để quý vị khi mà chúng ta tham gia diễn đàn chúng ta có sự hoan hỷ hơn. Đó là chúng ta đang góp một bàn tay để mà gìn giữ Phật pháp được trường tồn, được xuất hiện và được dài, được nhiều người biết đến ở trên thế gian. Dạ, nó rất là quan trọng. Cho nên quý vị ở xa đó, quý vị ở những cái nơi khác đó, nếu được thì vào những cái kỷ lễ Vesakha Puja, ngày lễ Phật đản, quý vị có thể tự sắm sửa cho mình những cái bức tượng, những cái bức tranh, hay là những cái biểu tượng Phật giáo, hay là những cái lá cờ, chúng ta có thể trang trí ở phía trước ngôi nhà của mình để tạo cảnh quan, cũng như là mang một cái ý nghĩa rất là lớn và một cái tín hiệu rất là tốt. Tại vì quý vị biết đó là ở tỉnh Bình Phước mà Tịnh Đạt đang ở đó, chùa Phật giáo Nam Tông Theravada đó, hệ phái Nam Tông đó, thì chỉ có 3 chùa Việt thôi, 5 chùa Nam Tông Khmer, cho nên số lượng chùa rất là ít, nhu cầu Phật tử ở đây thì rất là nhiều. Nên cái sinh hoạt chương trình này tại Phật cảnh nó nhân đôi ba lên, thế quý vị, cấp số nhân lên rất là hoan hỷ. Xin được sự hoan hỷ và xin được quý vị cũng được tùy hỷ cái công đức mà chư tăng cũng như là Phật tử đã cùng nhau tổ chức để kỷ niệm cái sự kiện Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập niết bàn ở trong ngày rằm tháng 4 Vesakha Puja. Trong cái ngày hôm nay thì đáng lý ra chúng ta sẽ học tiếp tục cái câu kệ Pháp Cú số 217 này. Tuy nhiên thì để hòa mình vào trong cái không khí Phật đản lễ hội, thì Tịnh Đàn xin được dành ít phút để mà cùng với quý vị chúng ta chia sẻ về cái mùa lễ Phật đản. Hôm nay là ngày cuối cùng ở Việt Nam rồi. Ở bên xứ như là ở bên Mỹ hay là ở một số xứ khác thì thời gian đi xa hơn nửa ngày thì có thể chúng ta còn khoảng nửa ngày để mà tham gia, để mà hưởng ứng cái việc mà đi chùa cúng dường làm phước trong cái mùa Phật đản Vesak này. Ngày các ngày lễ ở trong năm đó, thì cái ngày lễ Phật đản phải nói rằng là rất là quan trọng, bởi vì được công nhận khắp nơi trên thế giới, và ở nơi nào có Phật giáo thì ở nơi đó có tổ chức cũng như là kỷ niệm cái sự kiện lễ Phật đản này. Và cái mùa lễ Phật đản này không có phân biệt với quý vị, không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt hệ phái, mà đã là người con Phật đó, thì chúng ta biết rằng cái sự kiện mà Đức Phật ngày giáng sanh, ngày sanh ra đời đó, Tịnh Đạt dùng cái từ Đức Phật giáng sinh đó, quý vị cần hiểu rằng đó là đúng ra là khi mà giáng sinh là chưa thành, còn là Bồ Tát. Khi mà Bồ Tát thành đạo á, thì một vị Phật mới xuất hiện ở đời. Tuy nhiên thì nói về cuộc đời Đức Phật, ngài đã viên tịch nên nhập niết bàn rồi, thì chúng ta kể về cuộc đời của ngài thì chúng ta dùng là Đức Phật không có sai, giống như là một cái vị giáo sư
khi mà đã thành công rồi đó, thì kể về cuộc đời thì tổ này là cái chỗ ngôi nhà cũ của giáo sư A, giáo sư B. Cái gì là giáo sư A, giáo sư B hồi nhỏ đã từng làm, đã từng tới. Chúng ta dùng cái Đức Phật đản sanh, sự kiện Đức Phật đản sanh thì không có sai. Quý vị biết rằng một cái việc mà một chúng sanh đản sanh Bồ Tát đầy đủ phước ba la mật đản sanh ra đời đó, báo hiệu cho một cái bậc vĩ nhân xuất hiện ở đời, trở thành một bậc vĩ nhân tìm ánh sáng chân lý cho tất cả chúng sanh. Và khi mà thành đạo đó, Đức Phật Ngài đã chiến thắng ma vương, chiến thắng những cái phiền não để mà đạt thành chánh giác, không còn cái chút dư thừa phiền não nào hết. Ngay lúc đó thì Ngài đã tìm ra con đường trung đạo để mà thoát biển khổ trầm luân. Và chính vì cái công sức của Ngài, Ngài đã hy sinh để mà tạo dựng vun đắp phước báo ba la mật trong nhiều đời nhiều kiếp, và ngay trong kiếp hiện tại Ngài vẫn tiếp tục để vun đắp ba la mật. Cái công sức công lao đó, ân đức đó của Ngài mà chúng ta có được cái cơ hội để mà noi theo. Cái ngày hôm nay chúng ta tham dự các cái diễn đàn, các cái chương trình, sự kiện để Phật đản, nói rằng lễ hội thì không khí vui tươi, nhưng người con Phật đó, chúng ta cần biết rằng trong những cái ngày này đó, chúng ta cần phải nên cố gắng nhiều hơn nữa để mà niệm về ân đức Phật. Bởi vì Ngài đã hy sinh rất là lớn lao, hy sinh rất là lớn lao để tạo dựng phước ba la mật. Không có cái sự hy sinh của Ngài ở nhiều đời nhiều kiếp trong trong quá khứ, không có cái sự mà ý muốn thoát ly để mà cứu khổ đến tất cả chúng sanh đó, thì không có một vị Phật, không có một vị Phật ra đời. Ngài có thể giải thoát ở trong nhiều đời nhiều kiếp, ở những kiếp xa xưa rồi, những cái thời gian mà Ngài có đủ khả năng để mà thành đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà Ngài vì lòng từ đối với tất cả chúng sanh, ở đây tất cả chúng sanh là có chúng ta trong đó, Ngài vì lòng từ thương tưởng đến những cái người chưa có đủ khả năng, chưa có đủ trí tuệ, đủ công đức để mà tìm thấy con đường chân lý. Ngài nghĩ như vậy, Ngài mới thực hành tiếp tục để mà trở thành một vị Phật. Ngài mới đem ánh sáng vào bóng tối, đem cái chân lý cho những người có khả năng, những người hữu duyên để mà nhìn thấy được, để mà thực hành theo. Giống như rằng bây giờ đối với cuộc sống, nếu mà chúng ta không biết Phật Pháp thì sao? Chúng ta hơn thua với đời. Ai hơn mình thì mình không chịu, ai thua mình thì mình khinh. Chúng ta không được học một cái phương pháp nào ngoài cái là từ bi rộng lớn, là sự chia sẻ, là sự bao bọc. Và chúng ta thấy rằng cuộc đời này có nhiều cái khổ đau, sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết. Chúng ta thấy khổ, chúng ta sầu muộn, nhưng mà chúng ta không biết cách nào để mà giảm bớt hay là thoát khỏi. Chính nhờ công đức đó của Đức Phật, chính nhờ cái sự nỗ lực, cố gắng, hy sinh của Ngài mà chúng ta có được một cái con đường, có được một cái ánh sáng để mà nương theo. Thì trong những ngày này đó, thưa quý vị, rằng chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, quý vị hãy cố gắng làm sao chúng ta tưởng nhớ, niệm tưởng về ân Đức Phật càng nhiều, nhiều hơn nữa ở cái ngày bình thường. Bởi vì trong những cái ngày này đó là chúng ta cũng thấy rất là nhiều nơi tổ chức để kỷ niệm. Thì theo cái niềm hoan hỷ đó mà chúng ta niệm ân Đức Phật thì cái giá trị nó rất là lớn.
Bình thường chúng ta niệm ơn Đức Phật, chúng ta không có thấy nhiều cái giá trị, nhưng mà trong những cái ngày này, giống như là ông bà cha mẹ chúng ta mất rồi đó, thì bình thường chúng ta không có nhớ nhiều, nhưng mà tới cái ngày giỗ đó, là cái ngày làm giỗ đó, thì chúng ta rất là nhớ những cái thời gian mà sống chung, quấn quýt bên nhau, những cái lời dạy, những cái lời nhắc nhở của ông bà cha mẹ. Những cái ngày giỗ đó là cái ngày mà chúng ta ôn lại những kỷ niệm, chúng ta nhớ lại những cái ân đức của ông bà cha mẹ. Thì cũng giống như vậy, trong cái ngày này là cái ngày giỗ của Đức Phật, thì chúng ta cũng nên để mà tưởng nhớ nhiều hơn nữa về ân đức Phật. Chúng ta tận dụng cái khoảng thời gian này để mà tăng trưởng cái niềm tin nơi Đức Phật, nó rất là đáng quý. Thưa quý vị, rằng hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn cú số 227, phân tích ngữ vận và cái duyên sự. Tuy nhiên thì chúng ta không nói nhiều về cái ý nghĩa, mà Tịnh Đạt muốn dành thời gian còn lại để mà nói về cái mùa lễ Phật Đản rằm tháng 4 về Sakha Puja năm 2022. Kính chúc chư tăng cũng như là tất cả quý vị, chúng ta cùng nhau chào đón một cái mùa lễ Phật Đản đầy phước báo ý nghĩa, và kính chúc quý vị pháp thể luôn tinh an, và luôn luôn có cái sự an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Tịnh Đàn xin được kết thúc cái buổi chia sẻ nhân cái ngày lễ Vesakha Puja năm 2022 tại đây. Một lần nữa xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn, đã cùng nhau để mà gìn giữ diễn đàn, để mà cùng nhau để mà ôn lại những cái sự kiện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, những ngày đại lễ. Và một lần nữa chúng con xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính mời vị MC trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay và giảng thêm phần về ý nghĩa ngày rằm tháng tư cho chúng con nghe hiểu để biết rõ và cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, và con kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung. Và con kính dâng mít đến Đại Đức Tịnh Đạt. Bhavantu sabba mangalam, rakkhantu sabba devata, sabba buddhanu bhavena, sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba mangalam, rakkhantu sabba devata, sabba dhammanu bhavena, sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba mangalam, rakkhantu sabba devata, sabba sanghanu bhavena, sada soti bhavantu te. Sadhu sadhu. Và sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng.